Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lần phải phạm phải sai lầm và cái sai lầm ngu xuẩn nhất cuộc đời của em đó chính là lỡ tay gửi nhầm ảnh em ghép em chụp chung với sếp vào nhóm chat tổng của công ty, điều quan trọng là không thể thu hồi vì đã quá thời gian và thế là em và cái đôi bàn tay mất kiểm soát của mình đã chính thức mở ra một chương trình mới trong cuốn tiểu thuyết nhục nhã của cuộc đời em lý do em phải ghép một bức ảnh em chụp chung với sếp là vì mẹ em cứ liên tục nhắc đến việc em phải đi xem mắt nhấn mạnh rằng tuổi trẻ rồi sẽ qua đi như gió thổi để tránh những buổi hẹn hò vô vị và tốn thời gian và thế là em và cái đôi bàn tay mất kiểm soát của mình đã chính thức mở ra một chương mới trong cuốn tiểu thuyết nhục nhã của cuộc đời em lý do em phải ghép một bức ảnh em chụp chung với sếp là vì mẹ em cứ liên tục nhắc đến việc em phải đi xem mắt nhấn mạnh rằng tuổi trẻ rồi sẽ qua đi như gió thổi để tránh những buổi hẹn hò vô vị và tốn thời gian em liền nảy ra một ý tưởng không thể nào táo bạo hơn đó là ghép ảnh mình với vị sếp đẹp trai nhất mà em biết trong vòng bạn bè mẹ em chắc chắn sẽ tin sái cổ với kỹ năng edit ảnh thần sầu của em sau khi chỉnh sửa kỹ càng em gửi ảnh cho mẹ để bà yên tâm mà ngừng dục giả Một giây trước thảm họa xảy ra Bằng sự vô tri nào đó Em đã nhấn nhầm và thay vì gửi ảnh cho mẹ Em lại gửi nó vào nhóm chat công việc Em hoảng loạn đến mức kiểm soát Cố gắng tìm nút gỡ bức ảnh Nhưng mọi người đã xin với tốc độ bàn thờ Và đã quá thời gian gỡ Sau đó không có sau đó nữa Ai chụp hình đẹp thế nhở Ô hình như là sếp mình đúng không Em không dám đọc tiếp Nhưng mắt vẫn lia qua từng tin nhắn một cách không kiểm soát hai người hẹn hò à. rồi đến lượt xếp, người mà em dại dột dám dùng làm bạn trai giả bất ngờ thả một cái emoji mặt cười vào đoạn chat em gần như tê liệt khi không thể trốn tránh sự thật em quyết định đối mặt với nó à đây chỉ là ảnh ghép thôi à em chỉ đùa chút với bạn bè thôi em cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể để xoa dịu đi sự nhục nhã này nhưng thực tế não bộ em đã đông cứng hết rồi sao mà báo dữ gì trời một buổi sáng thứ hai bình thường giờ đây đã biến thành ác mộng khi sếp em đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của em, anh ấy không thường xuyên xuống đây, như vậy mới đáng lo đó. Tôi nghe nói cô có ảnh chụp chung với tôi hả? Tới rồi, tới rồi, sếp em không buông tha cho em lần này. À, đó chỉ là một bức ảnh ghép vui thôi à, không có gì nghiêm trọng đâu. Em cố gắng vừa cười vừa trả lời, càng cười mặt em càng sững trân hơn. Tôi biết mà, nhưng có lẽ chúng ta nên chụp một bức ảnh thật sự thì hơn, để mọi người không hiểu lầm. Cả phòng làm việc bùng nổ với tiếng cười, còn em chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Có ông sếp thăm thiệt, sau đó em miễn cưỡng đứng lên chụp chung với sếp một tấm. Em nở một nụ cười như thể ngày xưa bị mẹ ép chụp ảnh vậy. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vài ngày sau, bức ảnh em chụp chung với sếp hàng riêu đã được post lên trang chủ của công ty với dòng caption. Ở đây, công ty chúng tôi luôn tạo ra môi trường thân thiện nhất cho nhân viên mới. Bình luận bên dưới bức ảnh thì khỏi phải nói, đều là những câu đùa cợt của anh chị bộ phận. Kể từ khi bức ảnh huyền thoại đấy lan truyền trong công ty, cuộc sống yên bình của em chính thức trẻ sang một hướng mà ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất em cũng không thể tưởng tượng ra. Sếp em, từ một người đàn ông nghiêm túc, điềm đạm, giờ đây bỗng nhiên biến thành một kẻ gây rối chuyên nghiệp và nạn nhân chính là em. Ngày hôm sau em đến công ty với tinh thần cảnh giác cao độ, không ngờ sếp em lại là một người thù dai tới vậy. Vâng anh, cô có thể giúp tôi việc này không? Em lật đật đứng dậy, đi theo anh ấy đến phòng hợp, có tài liệu cần sắp xếp. Cô cứ vào làm giúp tôi, sau đó tôi sẽ quay lại. Nghĩ thầm trong bụng nhiệm vụ này khá đơn giản, nhưng khi mở cửa phòng hợp, có một đống giấy tờ chất cao như núi, chưa kể bọn họ còn để lộn xộn, lung tung như một bãi chiến trường. Thu xếp xong cái đống đó cũng mất 2 tiếng, mệt bỡ hơi tai, nhưng mà chưa kịp ngồi xuống, xếp lại xuất hiện. Vân Anh, hình như có một số tài liệu bị lạc mất, cô có chắc là mình đã sắp xếp kỹ chưa? em trợn tròn mắt Em đã phải vất vả lắm Cắm cuối làm suốt mấy tiếng Mà giờ anh ra lại còn nghi ngờ em Em cố gắng giải thích Nhưng sếp cười và nói rằng Thôi không sao đâu Chỉ là một chút nhầm lẫn thôi mà Nhìn cái điệu cười gian xảo của sếp lại em biết ngay Mình bị sếp ghim Đúng là một phút bốc đồng cả đời ân hận Chưa hết đâu vài ngày sau Sếp lại tiếp tục công cuộc hành hạ em Vâng anh Tôi cần cô tham gia một buổi học quan trọng Cô chuẩn bị tài liệu này giúp tôi nha em thở vào, chỉ là chuẩn bị tài liệu thôi mà không có gì ghê gớm nhưng khi em mở tập tài liệu ra mắt em suýt lòi ra toàn bộ trang tài liệu toàn chữ trung quốc ê giỡn mặt hả trời em cuốn cuộn tìm sếp để hỏi xem chuyện gì xảy ra nhưng anh ta đã biến mất như chưa như thể là chưa từng tồn tại buổi họp bắt đầu và em đứng đó nhìn vào tập tài liệu với hàng chữ ngoằn ngoèo mà không thể nào giải thích nổi cuối cùng em phải nhanh chóng nảy số tài liệu này hình như bị lỗi phong rồi ạ Cả phòng hợp cười nghi ngã, còn em thì là lần thứ N muốn biến mất khỏi thế giới này. Đó là khi chưa kể đến những lần ông sếp trời đánh này bắt em thuyết trình trước toàn bộ công ty về một chủ đề mà em không được dặn trước, rồi những hôm giao cho em hàng tá công việc sát deadline, khiến em phải thức rộng rãi đến 3-4 giờ sáng, trong khi 6 giờ là phải đi làm. Ôi má ơi có những lúc em đã suy nghĩ đến chuyện Hay là giờ em đi cặp đại gia cho xong đi Đỉnh điểm là cái hôm sếp nhờ em đi mua cà phê Cô có thể đến quán cà phê gần đây Và mua cho tôi một ly cà phê Nhưng mà nhớ là không được bỏ đường À mà nhớ thêm kem tươi Chút ít sô-cô-la Và đừng có quên rắc bột quế lên trên nữa Cha nội này khó hiểu thì chứ Đã không đường mà còn kem tươi Sô-cô-la là sao nữa vậy ý kiến vậy thôi chứ em vẫn phải lết xác đi mua đến khi mang ly cà phê về công ty sếp em cầm lấy và đổ hết vào thùng rác anh làm vậy là sao đừng có quá đáng nha em không kìm nén được sự tức giận nữa em như sắp vỡ à sếp chỉ mỉm cười à tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô có thể nghe theo lời chỉ đạo của tôi thôi mà đây cô giận à dễ thương thật đấy dễ thương nếu như không vì sự nghiệp em nghĩ là mình sẽ bay lại đấm sếp một cú vào mặt thật đau ngay lập tức sức chịu đựng con người có giới thiệu nha Giờ đây, mỗi ngày đi làm đối với em giống như là một cuộc phiêu lưu đầy rẫy nhưng rắc rối vậy đó. Hôm đó, sếp gửi một email cho em với tiêu đề dự án bí mật, mở file đính kèm ra là một bản hợp đồng. Lúc đó còn đang tập trung công việc nên em không đọc qua hợp đồng mà chỉ nhấn đại nút accept rồi định đọc lại sau. Nhưng mà em nào có ngờ bản hợp đồng đó lại là hợp đồng đồng ý làm trợ lý cá nhân 24 trên 7 cho sếp. Vâng, mọi người không có nghe nhầm đâu. Chờ đến khi em chết lại nội dung hợp đồng. Và đó thật sự là làm trợ lý cá nhân cho sếp. Nói trợ lý cho sang chứ mà nói thẳng ra là ô xin cao cấp thì đúng hơn. Từ việc mua cà phê sáng, nhưng mà lần này anh ta yêu cầu em đi bộ 2km để mua đúng loại mà anh ấy thích. Đến việc phải đi theo anh ấy đến phòng gym để đếm số lần tập tạ. Hay thậm chí là chăm chú, chú chó cưng của anh ấy. Trong khi anh ấy đi công tác, em đều phải thực hiện mà không có quyền từ chối. Vì cú nhấp chuột accept trong vô thức của em. Cho đến hôm nọ em chịu hết nổi rồi Em vào thẳng văn phòng sếp và nghiêm túc bày tỏ Tôi biết anh không có ấn tượng tốt với tôi Từ vụ bức ảnh hôm bữa Tôi cũng giải thích rõ ràng rồi Tôi biết anh ghim tôi nên bày trò chơi tôi hết lần này đến lần khác Bộ anh rảnh lắm hả trong lúc tức giận, em không kiềm chế được lời nói của mình. Vậy mà sếp em cũng không phản ứng gì, chỉ thản nhiên. Cô không cần cây cú như vậy, nhưng mà lần này tôi muốn yêu cầu cô một nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi. Em cố tình bình tĩnh để chấp nhận yêu cầu cuối cùng đó. Anh nói đi. Vâng anh em đồng ý làm trợ lý mãi mãi cho anh được không em suýt nữa thì ngất em có vừa nghe nhầm gì không trợ lý mãi mãi á anh đùa thôi ý anh là anh cảm thấy thích em em làm người yêu của anh được không em đang nghe gì vậy trời nhức nhức cái đầu thiệt chứ thú thật thì sau khi được sếp tỏ tình bất ngờ em cũng hoảng lắm nhưng mà sau khi em suy nghĩ kỹ lại thì tụi em cũng đã chính thức đến với nhau vì bức ảnh ghép ngớ ngẩn mà anh để ý em và trong quá trình một người chọc một người chịu thì cả hai đã vô tình nảy sinh tình cảm lúc nào không hay vì cuộc sống luôn là những điều không lường trước được mà không ngờ một cú gửi nhà mảnh đó đã thay đổi cuộc đời em như vậy đó nghe đó nhiều bạn thích được làm bồ xếp lắm thì phải nhưng chẳng hiểu sao mình cứ hơi hơi kỳ thị xếp nhẹ đặc biệt là cái thời ông ấy theo đuổi mình cứ dị ứng kiểu quái gì á chào mọi người mình là ngọc mới đi làm được 2 năm thôi à mình thì không phải người cuồng công việc nhưng rất thích công việc ấy cứ bận rộn là mình thích mà cái công ty này thì bận vải cả nho nên mình gắn bó lâu dài liền ở công ty của mình thì sếp là nam, anh ấy tên Phong 28 tuổi cũng được gọi là phong độ có tí nhan sắc nên được các chị em thích lắm, đã thế còn độc thân nên cơ hội càng cao. Nói chỉ nhìn sếp như thế nhưng em không mê đâu, vì gu em là phi công hoặc bằng tuổi, em thấy mấy người như vậy em mới nói chuyện được ý. Nhưng đời mà, thường những cái gì mà mình không có nhu cầu thì lại có sức hút với người ta đến lạ. Đợt đó suốt một tháng trời, ngày nào sếp mình cũng vui vẻ mang cơm ra ăn cùng với team mình, còn hay hỏi mình những câu hỏi rất ba chấm nữa. Thành ra cả tháng sau đó mình không mang cơm mà đi ra ra ngoài ăn kệ sếp muốn làm gì làm thật sự luôn á sếp thích mình nhưng mà mình chê mình né mình dùng ánh mắt lửa hận thù thế mà anh ấy vẫn tự tin rồi em sẽ thích anh thôi anh sẽ có cách của anh em không có lường trước được đâu đói chứ thích kiểu gì được không thích đừng có mà như thế nữa rồi hôm đó ngồi trong văn phòng mình nhắn tin cho con bạn mày ơi sếp tao thích tao giờ phải làm sao đây hay à, tao nghỉ việc còn bạn cũng khuyên mình nhiều lắm Vì nói gì thì nói chỗ mình đang làm rất là ok la Mình thì được làm đúng chuyên ngành nữa Không chê vào đâu được Ai có dè anh Phong nhìn thấy đoạn tin nhắn đấy Buổi chiều mua trà sữa đến chỗ mình đặt trên bàn rồi thẳng thắng. Em đừng nghĩ việc anh không có thích em nữa là được đúng không Em yên tâm Từ giờ anh không làm phiền em nữa Làm việc chăm chỉ nhé rồi anh ấy quay ngoắt về phòng không một động tác thừa Cái sau hôm đó ông ấy bơ mình thật Không thèm đoái hoài Mình cũng dễ thở hơn một chút từ ngày thiếu vắng sự quan tâm của sếp phong thì mình lại được mọi người quan tâm nhiều hơn mấy anh trong team mình cứ kết một ngày là lại đặt trà sữa kiểu bao luôn ấy mê ơi là mê một tuần mình phải uống 3 cốc mình mới chịu, còn chị trưởng phòng thì lúc nào cũng hỏi mình thích hoa gì để chị ấy đổi hoa đặt bàn theo ý mình, chứ chị không có thích hoa lắm, mình ngây thơ cứ thế nói ra. Nhiều lúc mình nhắn tin hỏi các anh chị là tại sao mọi người lại đáng yêu vậy? Thì mọi người cũng chỉ nói là tất cả đã được sắp đặt trước. Mình vào team này đem lại may mắn cho team nên là mọi người bù đắp, nghe cũng thích thích. Sau đó khoảng vài ba tháng thì công ty mình có chuyến du lịch, chuyến này đi Nha Trang, mà nói nào ngay hôm trước khảo sát địa điểm có mỗi mình mình điền Nha Trang, mà chọn điểm này thật, mình thích lắm về khoe với bố mẹ mãi. Đến hôm ra Nha Trang, chẳng hiểu bằng cách thần kỳ nào mà bố mẹ mình cũng ở đó, thấy bố mẹ mừng lắm vì năm nay mình thật sự muốn đưa bố mẹ đi du lịch nhưng mà chưa có dịp. Rồi mình qua hỏi bố mẹ chuyện này, thì bố mẹ bảo là công ty con tài trợ, ủa công ty tài trợ sao mình lại không biết vậy? Mình còn chưa nghe đến cái chính sách này mà. Thấy thế thì mình cũng xách đít đi hỏi chị trưởng phòng. Chị đấy cũng có biết đâu. Mình đành phải hỏi anh Phong. Thì anh ấy nói là anh ấy tài trợ thật. Đơn giản thì là anh ấy thích thôi chứ không có ý gì hết cả. Wow, người giàu tiêu tiền thật thú vị. Nhưng mà cũng hỏi kỹ lại là sau này mình có phải trả tiền không? Thì anh Phong khẳng định đây là anh tài trợ riêng. Em không phải lo. Không ai bắt em trả đâu mà lo thế là mình yên tâm hẳn mấy khi được đi chơi phải xỏa thôi hôm tối cuối cùng tại nha trang là mọi người đi đi chơi tự do mình đi cùng bố mẹ ăn uống uống vài ba lon bia rồi về phòng nghỉ ngơi thấy quái nào đến sáng hôm sau thấy qua phòng bố mẹ thấy anh phong đang nằm ôm bố mình trên giường mẹ thì từ phòng xếp đi ra mình nhìn mẹ hỏi luôn ủa sao mẹ lại đi ra từ phòng của sếp con Mẹ mình cười, hôm qua xếp con qua rủ bố con đi nhậu, rồi nhét vào tay mẹ bảo là mẹ qua đó nghỉ ngơi, vì có thể hai người sẽ về muộn, nên mẹ lấy thôi. Xếp con ok nha, vui tính hòa đồng, quan tâm nhân viên ghê gớm. Mẹ ưng đấy, mình ba chấm vải luôn, tự nhiên anh ấy lại rủ bố mình nhậu, rồi tự nhiên được lòng có bố cả mẹ thế này. Hôm sau về công ty, thì mình cũng cảm ơn anh ấy rất nhiều chẳng hiểu sao tốt tính như vậy vừa ra khỏi phòng thì mình thấy trên bàn mình đầy đồ ăn thức uống mỗi người nhận là cho mình một thứ nhưng mình thấy lạ lắm đành hỏi lại mọi người thì anh xếp ra nhận luôn là anh nhờ mọi người chuyển cho em đấy anh đã từng nói nhất định sẽ tìm cách để theo đuổi em mà và đây là cách của anh đấy anh ấy còn chưa đưa điện thoại mà anh ấy nhắn tin cho bố mẹ mình nữa hai người hoàn toàn đồng ý chuyện anh Phong theo đuổi mình. Cưới luôn trong năm nay cũng được. Ui là trời cả nhà mình cả công ty này đều bị anh ấy thao túng luôn. Đến nước này rồi chẳng lẽ không nhận. Mình mới đi first date về rồi đây mọi người. Mình định cưới sớm luôn rồi đây. Bá sao ông ấy tinh tế chứ không biết. Anh ấy biết mình thích ăn cái gì chuẩn bị quà rồi hoa và chọn nhà hàng đúng phong cách mình mê nữa các bạn. Thôi không được rồi. Phải là chồng mình thôi. Đủ bốn tế và sáu biết thế này cơ mà. Hốt lẹ ạ. Em báo anh là ốm liệt giường không nhấc chân đi làm nổi mà em Sao giờ em đứng đây húp cái thấp một nhanh vậy Mai Lỗi mình à không Lỗi tại số phận ai mà biết nghỉ làm Đi ấp đánh giải Lại phải gặp sếp đâu Chuyện là câu lạc bộ trường mình tổ chức giải game đấu trưởng Vô lý dành cho sinh viên Và cựu sinh viên tham dự Là một cờ cũ Kim cựu sinh viên ưu tú Mình làm sao mà có thể bỏ qua cơ hội này được Vậy nên dù hết phép Mình vẫn bấm bụng mà xin nghỉ ốm mà đi Lúc vào game nhìn cái tên Minh may mắn mà sao thấy quen quen Hình như gặp ở đâu rồi Lúc đó còn nghĩ à ông sếp mình tên Minh Chắc không đi làm nên nhớ sếp quá đổi mà Game thắng bại là tại nhân phẩm Mình đắm cho lớp bi đi lũ lượt Mà vẫn còn nguyên năm 100 máu Người cuối cùng Minh may mắn Cũng bị mình đá khỏi cái lớp bi này Mình chưa sướng được bao lâu Thì ngước ra thấy ngay sếp Minh Đứng bụt nhận giải nhì Eo ơi ánh nhìn sát khí đó là mình sợ vãi cái ra Tính cúi đầu lui đi Mà giọng của sếp đã gằn rõ to Mai đi đâu đó Mai Lên nhận giải nhất đi kìa Biết không thể trốn được Mình bước lên vị trí center Cầm tấm phong bì mà lòng như lửa đốt Sao mà đen thế Hóa ra trong cái lớp bi đó Mình may mắn là sếp Minh của công ty thiệt Lại còn cùng là cựu sinh viên nữa Nào ai biết mình và sếp Cùng chui ra từ một lò đào tạo đâu lên nhìn sếp thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh Mình giật bắn người cúi đầu xuống Chỉ thấy giọng sếp ngay bên tai Rõ tới độ còn nghe thấy cả tiếng thở Em báo anh là ốm liệt giường Không nhấc chân đi làm nổi mà Sao giờ em đứng đây húp cái thớp một nhanh vậy mai Lại còn là trèo lên đầu lên cổ anh mà nhận nữa Em giỏi quá ha Ý sếp là sao Có cái giải nhất 300 cành thôi sếp ơi cần kèn cửa vậy không bình thường ở công ty đã bị xếp dí xếp đì rồi nay vào game lại còn đấm xếp không trượt phát nào chắc sau này khó sống ở công ty mất thôi xung quanh mấy em trai bu lại khen lấy khen để mình chị vừa chơi giỏi vừa xinh đẹp chị có người yêu chưa chị ơi cho em xin in tư chị với chưa kịp sướng thì anh xếp đã kêu lên xem về công ty nhanh còn đe dọa là chỉ duyệt nghỉ nửa ngày thôi đúng là tư bản độc ác lần đầu tiên được ngồi xe của sếp oai lắm về đến công ty thì cũng là buổi trưa rồi tự nhiên sếp tốt tính kêu mình đi ăn chung rồi hẳn lên thế là hai anh em dìu dắt nhau ra đá ngay bắt vở. tiện thể cũng nói chuyện về game luôn không ngờ sếp cũng chơi đấu trường chân lý như mình lại còn là chơi từ những mùa đầu nữa công nhận xếp đầu tư dũ nhìn quá ác xỉn xò thật mỗi tội chơi ngu hơn mình để tạ lỗi thì mình xin phép được lấy tiền giải nhất ra mời xếp nói chơi chơi vậy thôi ai về xếp gật đầu thật ra xe luôn để mình nói lại thanh toán từ cái hôm định mệnh đó mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn trước đây sếp minh của mình lạnh lùng công việc là công việc không hề bận tâm đến chuyện riêng tư của nhân viên nhưng mà sau vụ đấy anh cứ như biến thành người khác thường xuyên để ý đến mình nhiều hơn ban đầu mình nghĩ chắc sếp chỉ muốn phục thù nhưng mà không ngờ trò chơi lại trở thành cách để hai người gần gũi nhau hơn trưa nào sếp cũng rủ mình vào làm ván game còn không ngần ngại nạp rp cho mình với tặng mình mấy con linh thú với lý do trong cái nít nghèo nàng thế không biết Chơi chung nhìn ngứa cả mắt Nhưng mà sếp ơi Người có sèn thì sao hiểu được người dưới đáy xã hội như em Chỉ có thể chơi chay thôi Càng chơi cùng nhau mình càng nhận ra rằng Sếp Minh không là ông sếp khó tính như mình từng nghĩ Chơi cứ thấy hại hại sao á Thua lại còn hay giỏi nữa Chơi với mình có bao giờ ăn được cái top 1 đâu Thì đấy xong chơi game với nhau rồi lăn đụng ra yêu nhau Về ai tỏ tình trước thì đương nhiên là mình Suốt ngày nạp tiền cho mình Rồi dẫn Đi ăn này đi ăn nọ Cái chân lớn như vậy mình không ôm mới lạ đó Nhưng mà yêu đương lén lút thôi Giống như yêu qua game vậy Trên văn phòng mình với anh Minh vẫn cứ là sếp với nhân viên bình thường Hết công việc thì anh anh em em hẹn hò game gủng. Từ khi yêu sếp Việc còn bớt bớt cơ Trong giờ mình có lén vào game làm ván cho đỡ chán Cẩn thận vào ác phụ để chơi rồi Dở hơi kiểu gì trong lớp bi lại gặp ngay minh may mắn với dòng tin nhắn gửi đến đừng tưởng được tôi chiều là có muốn làm gì thì làm nha lại còn chơi game trong giờ cơ à giỏi lắm mình sợ con người sếp rồi đó trước có thế đâu từ khi yêu nhau là đi méo đâu cũng gặp mình mới nhắn lại xin tha thì sếp minh phan câu là mình đứa được không tha cả đời cũng không tha thoát game chăm chỉ làm việc đi có là vợ tôi thì cũng không được chơi game trong giờ đâu anh biết nói vậy là em thích lắm không sắp tới kỷ niệm một năm yêu nhau của mình và sếp chắc public dần với đồng nghiệp với công ty thôi để còn mời cưới nữa ai bảo chơi game không có ích tự nhiên game gũng lại hút ngay được người yêu tuy chơi ngu nhân phẩm kém nhưng mà sàn nhiều bá cháy bỏ chét như này còn gì đỉnh hơn nữa mấy bạn nữ chơi game cứ mạnh dạn mà xếp lớp đi biết đâu vừa làm tri kỷ vừa làm bạn đời luôn thề chưa có cái gia đình nào như thằng hàng xóm nhà mình vợ thì tin vào tâm linh ma quỷ mù quáng còn thằng chồng thì khôn lỏi biết vợ tin ma quỷ cứ đi lừa lọc vợ để thỏa mãn đam mê nhậu nhẹt ham chơi của nó mới hay chứ cái này không biết có nên gọi là nồi nào ấp phun đáy không chứ thấy vừa khít tưởng định mệnh của nhau không đó bà hàng xóm tên là Liên. Bà Liên này thì vui vẻ hòa đồng với hàng xóm, nhưng mà với mình đánh giá thì bà hơi khờ. Tại bà toàn bị chồng lừa lên lừa xuống à. Nhiều lúc mình với mẹ không có nở nhìn bà bị chồng lừa để thỏa mãn ổng, mà bà đâu có chịu nghe. Bà bảo, nói sợ mọi người không tin, nhưng mà hồi nhỏ em đã có đôi mắt âm dương, em cảm nhận chồng em bị nhập thiệt khuyên thế nào cũng không được nên thôi thấy ông chồng chơi mãi cũng chưa có gì quá đáng lắm nhưng buồn cười lắm ở cạnh nhà nên có gì mình cũng hóng không, không trừ phát nào như hôm cả gia đình hàng xóm đang ăn cơm mình với mẹ thì ngồi ngoài sân hóng gió đang yên đang lành nghe tiếng ú ớ thất thanh bên hàng xóm mình với mẹ còn tưởng chuyện gì mới chạy sang thì thấy ông chồng đang coi giật ú ớ nói em ơi có ai đó nhập nhô anh, giọng cũng trung rảy, người cứ cà giật cà giật các kiểu, trông méo khác gì mấy bộ phim hài kinh dị. Nếu đoàn phim nào mà cần con ma, cà giật không tuyển ổng thì phí. Ấy. Biết ổng là dở trò, nên mình với mẹ đứng đó xem, trò ổng làm luôn. Bà Liên thì cuốn cả lên, ai, nay ai lại về nhập chồng tôi, là ai, nói ra mau. Cái đậu má tưởng bà là bà đồng thầy tà trừ tà hay gì, ấy. chồng bà nghe xong thì hét lên, bia, thèm bia quá, cho tôi bia rồi tao không đi nhập chồng mày nữa. Thế là bà vợ cũng ú ớ nhờ mình đi mua Mẹ mình cũng bảo mua cho ổng không người khổ Cũng là hàng sớm thôi ổng thèm ổng hú cả đêm cũng nên Mợ biết vậy không đi hóng tự nhiên bắt đi mua dùm thằng cha giả ma nhập này Mua về ổng còn làm lì bảo Bia phải bỏ vào cốc đá Tao mới chịu đi Thế là bà Liên, bà lụi hụi bỏ đá vào cốc đưa cho ông ấy uống. Mình thấy rõ uống xong ông chồng còn cười mỉm, nhấp bia cười khà khà thỏa mãn và không quên câu chốt, đã thỏa mãn tao tha cho chồng mày đúng chúa hề mình nghĩ chắc lần này là bà sẽ nhận ra được ông chồng ổng xạo chó thôi chứ có ai ngu vậy đâu ai ngờ được bà ngu thiệt bà còn lại bảo ông đi vui sau đừng có làm phiền chồng con hết chuyện mẹ con mình cũng giải tán thỉnh thoảng ông chồng bị nhập là mẹ con mình cứ ngó sang ổng còn trò gì chưa làm tại vì ổng nhiều trò lắm có đợt vợ ổng không cho ổng đi hát thì ổng bắt đầu dở trò ma nhập đưa đi bị vợ bắt gặp thì bảo là anh không biết tự nhiên mở mắt thấy trong quán hát rồi xong ổng còn run rẩy khóc lóc với vợ anh sợ quá vợ ơi anh yếu vía nên ai cũng nhập vào anh được ôi anh khổ quá mợ nó ma méo gì khỏe thế hát méo gì mà chín giờ tối 12 hai giờ chưa thấy về vợ ổng thì vừa ngu lại vừa thương chồng thế là cũng nghĩ là thật mới tài cũng an ủi bảo về mua đồ cho đồ ăn bồi dưỡng sau mua cho cái bùa bên người để tránh ma quỷ bậy bạ nhập vào nữa lần này còn gây cấn hơn nghe tin ông chồng bà đi nhậu từ chiều đến hơn 12 hai giờ chưa về thế là bà mới nhờ mọi người quanh sớm đi tìm chồng ai ngờ sớm như cái lỗ mũi tìm phát biết ổng ở đâu nghe bảo từ bảy giờ tối thấy ổng vào nhà nghỉ cũng em nào đấy, ôm ấp tình tứ lắm. Bà Liên cùng với mọi người trong xóm chung tay đi đến nhà nghỉ tìm, tìm đến phòng bà vợ đập cửa to tiếng đòi ổng mở cửa. Lúc mở được cửa thì ui rồi, ngó vào thấy ổng đang ngồi trên người quấn cái khăn tắm. Còn cô gái kia thì quỳ cạnh giường, chắp tay lại mới hề chứ. Lúc này mình với mọi người ở đó chứng kiến, chỉ mong bà thấy mà tỉnh ngộ. Ai ngờ hết thuốc chữa thiệt, bà hốt hoảng chạy lại gọi. Thì ông chồng chặn lại, bảo bình tĩnh, đang cần nạp năng lượng. Bà vợ mới nhìn sang con bé kia, thì con bé mới kể. Dạ, em thấy anh ấy có vào nhà nghỉ thật, nhưng sau đó không hiểu sao. Ông có giật rồi bảo gì mà trả lại thân xác về với vợ con, không thích làm chuyện bậy bạ. Thấy ông co giật rồi ngồi như này nãy giờ em sợ quá, cũng không có dám chạy, sợ ổng ám cùng má văn này ngửi được luôn á hả phải đánh ghen tung trời lỡ đất chứ lúc này ông chồng mở mắt ánh mắt ngây thơ ngơ ngác vợ anh đang ở đâu đây sao mọi người lại đông thế này ôi sao anh không mặc quần áo anh lại bị ai đưa đến chỗ lạ này rồi hả bà liên thì chạy lại ôm chồng an ủi bảo may chưa có gì mất lý trí ông ấy trung chảy bảo nãy anh có tí lý trí anh thấy anh suýt ôm người lạ không phải em anh sợ quá anh bị ma dắt vào nhà nghỉ với người con gái khác Chỉ nghĩ tôi anh sợ bản thân làm gì sai với em Đúng là tháng 7 đáng sợ, làm sai mẹ gì cũng đổ lỗi cho tháng cô hồn. Chắc mấy cô hồn riêu tức lòng ngực mà không muốn nói luôn á. Và hai vợ chồng này vẫn sống vui vẻ, ông chồng vẫn hoan hỷ với sự xạo chó của bản thân đó thôi. Ôi nói hơi độc miệng chứ, mình mong ông bị nhập thiệt cho chừa. Cái tội giả vợ ma quỷ lừa vợ dối con, đi chơi gái thì đổ lỗi ma chơi, còn mình vẫn thương vợ. Văn này xin các anh đừng học, mà chị nào dính cũng đừng tin. Mình ngu bình thường thôi đừng có ngu quá, khó cứu như chị hàng xóm là khổ đấy. Tôi năm nay 34 tuổi đã kết hôn và có con. Vợ chồng tôi đều quê ở nông thôn, điều kiện gia đình ở rất bình thường. Trước khi kết hôn tôi bất ngờ có thai. Lúc nhìn thấy hai vạch đỏ chót trên que thử thai tôi rất sợ. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ tôi cảm thấy sớm muộn gì chuyện tôi mang thai cũng sẽ bị phát hiện nên đành run rẩy gọi điện cho bố mẹ để báo tin. Bố mẹ hỏi tôi ý bên nhà trai thế nào thì Vinh nói đợi em sinh con, con cứng cáp rồi cưới sinh lúc đó hẳn tính. Nghe thế bố mẹ chửi tôi và Vinh một trận to. Ông bà gọi điện cho bên thông gia tuyên bố giờ không cưới thì sau cũng không cưới. Gia đình tôi không nghèo tới mức mà không nuôi nổi con và cấm cửa tôi không được gặp Vinh, khoảng thời gian đấy tôi rất sợ, vừa tội lỗi với bố mẹ, sợ con không có cha, sợ chồng không lấy, tâm lý căng thẳng vô cùng. Chắc bên nhà Vinh thấy bố tôi rắn quá, hai đứa tôi cũng thương nhau thật nên sau đó gần tháng Vinh đều ba mẹ qua nhà tôi xin lỗi và hứa sẽ cưới tôi về nhà càng sớm càng tốt để không làm bố mẹ tôi khó xử. Bố tôi không nghe được thời gian cố định, lại là một lời hứa xuông, khiến ông giận đến mức mặt đỏ tía tai, cầm gậy muốn tương tác chồng tôi một trận. Nhưng may mà có mẹ tôi ở bên cạnh ngăn lại. Cuối cùng sau 3 tháng đôi bên không êm ả, nhà chồng tôi đã mang xính lễ là 100 triệu đến hỏi cưới tôi. Vào thời điểm đó, tiền xính lễ 100 triệu được coi là khá cao. Đối với gia đình ở nông thôn như chúng tôi, chồng tôi cũng hứa là sẽ mua một căn nhà trả góp ở trên thị trấn, làm nhà tân hôn cho hai vợ chồng. Sau này con cái đi học cũng tiện hơn nhiều bố mẹ tôi thấy gia đình thông gia có lòng chân thành nên đành miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi kết hôn xong chuyện xính lễ đăng ký kết hôn chúng tôi lại tiếp tục bàn chuyện mua nhà và tổ chức đám cưới lúc đi xem nhà mới chồng tôi dỗ dành tôi ở nhà nghỉ ngơi vì đang có thai chuyện nhà cửa cứ để bố mẹ và chồng tôi lo tôi tin tưởng chồng nhưng tôi cũng nói với anh lần nữa cho chắc rằng ngôi nhà phải có tôi trên đó và chúng tôi đã có giấy đăng ký kết hôn anh nghe vậy thì gật gù nói nhất trí nhưng những gì anh làm sau đó lại khiến tôi tức đến trào nước mắt gia đình nhà chồng phớt lờ tôi và mua căn nhà không ghi tên tôi trên giấy tờ sở hữu quá đáng hơn là họ không nói cho tôi biết chuyện cho đến khi tôi tra hỏi đến nhà cửa giấy chứng nhận thì mới lòi ra chỉ có ba người là bố mẹ chồng tôi và chồng tôi đứng tên không hề có tên tôi khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy không có tên mình tôi ức nghẹn họng và thất vọng vô cùng rõ ràng là họ hứa trước mặt bố mẹ tôi mua nhà làm quà cưới để đón tôi về làm dâu Giờ thì hay rồi, tên tôi không có trong giấy mà tên bố mẹ chồng lại sừng sững ở đó. Tôi bảo chồng phải sửa, thêm cả tên tôi vào, giữ đúng lời hứa ban đầu, thì anh cứ chần chừ mấy tháng trời cứ đang làm, cuối cùng đến lúc chẳng quanh co được nữa, anh ta quay ra bảo giấy tờ đất cát giờ rất rối, mất thời gian nên dẹp luôn vụ thêm tên tôi. Vì việc này mà bố mẹ tôi lại được dịp đau đầu, họ nói rằng ngay từ đầu tôi đã bị cả gia đình chồng thao túng, để đến giờ thì đẹp mặt. Chỗ để khóc cũng không có. Suốt thời gian đó tình trạng của tôi khá tồi tệ, mất niềm tin vào chồng, lúc nào cũng ủ rũ, lại đang mang thai, nên cảm xúc càng tiêu cực hơn, phải tìm đến cả Phật Pháp, nghe mỗi ngày thì tâm trạng mới vơi nhẹ đi được. Tệ nhất là đám cưới cũng rất cẩu thả. Chồng tôi nói, chúng mình sẽ không chụp ảnh cưới vì em đang mang thai, có chụp cũng không vừa vấy đâu, còn đám cưới thì làm đơn giản thôi, khách mời anh cũng lên có vài chục để tối giản chi phí, dù gì trước sau cũng về ở với nhau lời nói của anh đâm vào tim tôi như một nhát dao chỉ vì có thai trước khi cưới mà tôi liên tục phải gánh chịu sự đối xử bất công như vậy tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nhìn cái bụng ngày càng lớn của mình tôi chỉ biết cắn răng nuốt xuống những tuổi nhục này cố gắng chịu đựng vì con lấy chồng về bụng to vượt mặt mà bao mâm bát trong nhà ăn uống xong tôi đều phải chờ dọn chồng đi tiếp đối tác về khuya bày bừa ra đầy nhà chân tôi xuống máu vẫn phải lục đục dậy thu dọn mẹ chồng cấm tôi ăn hết món này đến món khác vì nó có hại cho con còn chồng thì một điều hỏi ý kiến mẹ hai điều giả vân nghe mẹ không có chút nào là muốn bên vợ. Tiền chồng đi làm về nộp hết cho mẹ với lý do. Mẹ đi chợ cầm tiền lo việc nhà bao năm nay. Mẹ quen để mẹ cầm. vả lại, mẹ già phải báo hiếu. Em ăn tiêu gì thì nói mẹ đưa. Tiền anh đi làm hai mẹ con tiêu chung. Nhưng mà chuyện đời đâu có dễ vậy. Tôi bầu bí ở nhà xin mẹ 100 mẹ cũng nói tôi tiêu hoang. Mua ít hoa quả tẩm bổ thì bà bảo xưa bà bầu chồng tôi. Có ăn mấy cái thứ đó đâu mà vẫn lớn mạnh. Nói tôi đua đòi bào tiền chồng vì Tôi vì để con có đủ nội ngoại lại phụ thuộc chồng lúc này nên đành cắn răng chịu đựng. Mẹ đẻ tôi hiểu nên lâu lâu lại chuyển cho tôi đôi triệu, lấy lý do bồi bổ cho cháu. Cứ nhẫn nhịn như thế đến khi sinh, tưởng được nhờ bà nội trong con cho đi làm kinh tế thì bà kêu ốm. Chả hiểu ốm thế nào mà đi chơi bài gần 1 giờ sáng mới về. Không chơi bài lại chăm cứu massage nhưng cứ nhờ đến bế cháu thì lại đau xương đau khớp. Xong nhờ nhiều lần không được, thấy tôi giận thì tuyên bố, già rồi chơi với cháu cho vui thôi. Bà không có sức để trông nữa, bà cho tiền mấy mẹ con tự chăm nhau. Bào cho tiền đấy, mà tháng đầu cho được triệu, tháng thứ hai cho được 500, xong là hết, không cho nữa. Chả hiểu có phải mẹ chồng tôi kêu bệnh nhiều, rồi bệnh nó dẫn vào thân không. Mà cách đây nửa năm, đang tụ tập xòe quạt bên nhà bạn, thì lăn đùng ra ngất, con cái gần một giờ rồi lại phải khiêng đi viện, làm đủ xét nghiệm, thì lòi ra, bà mắc bệnh ca. Nhưng may sao giai đoạn đầu, bác sĩ nói cơ hội chữa khỏi vẫn cao lắm. Nghe tin này, bà lại ngất tiếp, còn chồng tôi thì ôm mẹ gào khóc loạn cả viện. Tiền chạy chữa cho mẹ chồng tôi khá nhiều Sau hơn một năm mà hết sạch tiền tiết kiệm Chồng nói tôi là dâu con trong nhà Phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ Nên ép tôi về bên để vay tiền Cho mẹ chồng chạy chữa Bố mẹ tôi nể thông gia Nên có đưa cho đôi chục Nhưng mà tiền bây giờ như rót vào thùng không đáy Đôi chục triệu đó chỉ hai tháng là sạch bách Chiều qua bên ngoài có làm cơm Tôi về ăn cơm xong đến chiều bố tôi trở về Vừa vào đến phòng tôi đã thấy chồng đang xới tung tủ tỉ lên Mồ hôi một kê nhễ nhại thấy tôi anh còn giật mình hoảng hốt tôi hỏi anh làm gì anh chối bảo tìm đồ mà tìm đồ gì sao lại xấy cả két của tôi ra tự nhiên tôi thấy nhột vội lao vào mở két lúc cưới bố mẹ tôi cho tôi một cây tôi gửi ông bà sáu chỉ còn bốn chỉ tôi giữ nguyên khóa két giờ mẹ két ra một đồng tiền lẻ cũng không còn tôi biết chắc là chồng đang cầm bốn chỉ vàng kia của mình nên bắt anh trả cho bằng được thấy tôi phát hiện anh cũng chẳng chối đứng tuyên bố dõng dạc anh đã nói em rồi sống làm dâu nhà này mất làm ma nhà này lấy chồng theo chồng tiền em hay tiền anh đều là tiền chung bố mẹ bệnh mà có tiền thì cứ giấu em định mang theo xuống lỗ hả một tiếng mẹ ơi hai tiếng mẹ à mẹ bệnh thì giấu tiền đi em không cho thì anh tự lấy hỏi vay em thì chắc em đưa đấy à tôi nghe xong mà điên lộn ruột bao năm qua lấy nhau nửa đồng tiền lương của chồng mẹ tôi đều giữ Tôi nuôi con mọn tiền sữa, bỉm đều ngửa tay xin tiền nhà đẻ. Giờ con cứng tôi đi làm được tí tiền cộng với vàng bố mẹ cho. Mà họ cướp trắng, Điên quá tôi lao vào túm cổ chồng cao cấu đội vàng. Mẹ chồng tôi sợ hai vợ chồng tương tác thành chuyện lớn thì chạy ra can ngăn vội. Bình thường bà cây nghiệt hở ra là đây nghiến, nay lại trơm trớm nước mắt ngọt nhạt mắng con trai, đừng có ương bướng, xong quay qua nhận sai với tôi, hứa sau này sẽ đối xử với tốt với tôi và sẽ không để tôi phải chịu oan ức, mong tôi bỏ qua và giúp đỡ gia đình lúc khó khăn hoạn nạn. Mẹ chồng bệnh, người khô queo trong thương lắm, nhưng mà nhìn người chung chăn gối nói yêu thương mỗi đêm, vừa cướp tiền trắng trợn ăn nói bạc tình mà tôi không nguôi được giận. Từ hôm đó đến hôm nay, mẹ chồng tôi trên la, kêu đau liên miên, liên tục gọi tôi vào nói chuyện riêng, nhận lỗi rồi xin tôi sống vì gia đình, bà sẽ bán căn nhà trên thị trấn, rồi trả tôi ngay khi có người mua. Cả mấy bà dì dưới mẹ cũng qua gặp tôi kẻ đắm người xoa, thuyết phục tôi, khiến tôi ông hết cả đầu. Tôi còn có hơn trăm triệu tiền tiết kiệm và sáu chỉ vàng hồi môn bố mẹ đẻ cầm giúp. Lương chồng hơn chục triệu lo chữa bệnh cho mẹ hết sạch giờ cho vay thì tôi túng thiếu còn không cho vay thì mang tiếng con dâu máu lạnh bà nếu có ép quá tôi bỏ về mẹ đẻ thì lại bị nói gặp hoạn nạn không cứu tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ dứt khoát ra đi hay là đem tiền cho mẹ chồng vay chữa bệnh cho tôi xin lời khuyên với